giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng tính đúng tính đủ. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt. Nâng cao nhận thức về bệnh glaucoma. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã thống nhất việc sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Trong đó, giá dịch vụ y tế sẽ được tính toán, nghiên cứu, sửa đổi theo hướng tính đúng tính đủ các yếu tố cấu thành dịch vụ. Hiện giá dịch vụ y tế mới chỉ tính 4 trên 7 yếu tố cấu thành. Hiện nay giá viện phí mới bao gồm 4 yếu tố: thuốc, vật tư, điện, nước, bảo trì thiết bị, lương, phụ cấp. Trong khi đó, nếu tính đủ 7 yếu tố, viện phí sẽ bao gồm các chi phí: thuốc, vật tư trực tiếp, điện, nước, xử lý chất thải, duy tu, bảo dưỡng tài sản, tiền lương, phụ cấp, sửa chữa lớn tài sản cố định, khấu hao tài sản, chi phí đào tạo nghiên cứu khoa học. Do đó, Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã thống nhất việc sẽ điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, trong năm nay chưa tăng giá viện phí. Khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế, ngân sách nhà nước sẽ không chi trả trực tiếp cho các dịch vụ mà hỗ trợ thông qua việc mua bảo hiểm y tế, tăng mệnh giá bảo hiểm y tế để người dân được thụ hưởng dịch vụ tốt hơn, hoặc tăng mức chi trả cho người dân tham gia nhằm giảm gánh nặng cho người dân. Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận hơn 270.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 108 trường hợp tử vong. Riêng tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng tới gần 400 trường hợp, ghi nhận tại một số bệnh viện. Bệnh nhân này được nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, đau đầu dữ dội sau khi mắc sốt xuất huyết. Tại bệnh viện Bạch Mai, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị biến chứng viêm não do mắc sốt xuất huyết. Đây là một biến chứng vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu thì anh ấy chỉ hâm hấp khoảng tầm 38 độ đến 38 độ 5 và triệu chứng đầu tiên là rất là đau đầu. Đau, anh kêu đau như là xé ra và cơ thể nó đau. Với thứ hai nữa là không ngủ được. Bệnh nhân không muốn ăn. Do thời điểm hiện tại nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc khiến nhiều người có triệu chứng sốt, cho rằng bản thân mắc COVID-19, cúm hoặc một số bệnh khác nên không đi khám. Chỉ đến ngày thứ tư, thứ năm của bệnh, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ sâu, mệt mỏi, nhiều người mới đến bệnh viện khám. Hiện nay sốt xuất huyết đã gặp ở trên nhiều đối tượng, kể cả những bệnh nhân có bệnh lý bệnh nền. Hiện nay hôm qua thì tại viện tim mạch chúng tôi hội chẩn cũng đã nhận những bệnh nhân mà sau đặt stent thì bệnh nhân còn phải sử dụng các thứ thuốc như là thuốc chống đông này, sử dụng aspirin này, và đấy là những cái thứ thuốc mà chống chỉ định trong trường hợp đen sốt huyết. Vì vậy khi bệnh nhân bị nhiễm, bị bệnh, bị sốt huyết đanh trên nền của bệnh lý bệnh nền thì cái điều đấy lại rất là nguy hiểm. Tuy nhiên nhiều bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân hạ tiểu cầu liên tục mặc dù đã qua 10 ngày mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân này là một ví dụ. Hôm nay tính ra bệnh cảnh cũng phải rơi vào ngày thứ 10, ngày thứ 11 của sốt xuất huyết rồi. Thì đáng lý là lúc đầu chuyển lên đây thì bệnh nhân tiểu cầu có 1 thôi. Ngày hôm nay làm lại tiểu cầu là 14. Bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng, vẫn còn cái rỉ rả cái máu chân răng. Vẫn cần phải phân biệt, một là sốt xuất huyết đã qua rồi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân này có một cái nền là sốt huyết giảm tiểu cầu. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Đống Đa, trong tháng 10 này đã khám, điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân sốt xuất huyết và thường xuyên có khoảng 60 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng phải nhập viện điều trị. Do có cả 4 tiếp cùng gây bệnh, cho nên là những người mà thường bị lần 2 hoặc là những cái tiếp như là tiếp 2 thì thường gây ra những cái thể bệnh nặng. Và trong năm nay thì các cái biểu hiện lâm sàng về cơ bản là các cái bệnh nhân cũng có đầy đủ các cái triệu chứng, các cái biểu hiện của sốt huyết đanh, như tình trạng cô đặc máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện sốt huyết. Các chuyên gia cảnh báo, những năm xảy ra dịch sốt xuất huyết lớn thường xuất hiện cả 4 chủng virus và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Dự báo trong thời gian tới, số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ nay đến tháng 11. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới COVID-19 đã giảm nhẹ. Tính đến nay, có 6 ngày trong tháng 10, số ca mắc mới giảm dưới 500 ca. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Do đó, cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 12 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo các chuyên gia, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Do đó, hệ thống đáp ứng phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương
cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh một số bệnh lưu hành, sốt xuất huyết, tay chân miệng, adenovirus đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác, đã ghi nhận 2 ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài. Thưa quý vị, không ít bệnh nhân phát hiện đái tháo đường quá lo sợ đã giảm chế độ ăn một cách đột ngột, khiến bệnh nhân chuyển sang chiều ngược lại là hạ đường huyết nhanh chóng, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đái tháo đường cần phải có kiến thức đúng về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Bệnh nhân này đã từng phải nhập Bệnh viện Nội tiết Trung ương cấp cứu vì bị hạ đường huyết do kiêng ăn. Ông quan niệm rằng bị đái tháo đường là do ăn nhiều cơm. Ngay lập tức, ông đã bỏ cơm và giảm các loại thực phẩm như thịt, cá. Bởi vì khi tụt huyết áp thì mồ hôi nó vã ra, thế và đầu không nhấc được lên. Nên là phải cấp cứu thì mới phải uống một cốc nước đường. Thế sau đó gái ăn thêm mấy cái kẹo nữa là bắt đầu nó khỏi dần. Rất nhiều bệnh nhân có cùng suy nghĩ mắc đái tháo đường là do ăn đường và ăn cơm nhiều. Họ bỏ hoặc giảm ăn hai loại thực phẩm này. Trong khi đó họ thay thế bằng ngô, khoai, sắn và không hiểu rằng đây cũng là tinh bột và cũng không khác cơm. Nhìn ở góc độ là khoai sắn của mình thì nó là các cái ngũ cốc mà nó ít bị xay sát kỹ quá, nó giữ được ít chất xơ. Nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều thì lại không hợp lý. Nên là chúng ta sử dụng cái đấy, nhưng mà chúng ta phải sử dụng với cái số lượng hợp lý. Chúng ta ăn cái đấy rồi thì chúng ta phải bớt cơm đi, hoặc chúng ta phải cân đối, hỏi cùng với bác sĩ để chúng ta biết là nếu tôi ăn đều đều hàng ngày từng này khoai thì chúng tôi chỉ ăn từng này cơm thôi, hoặc chúng tôi đã ăn từng này cơm rồi thì chỉ ăn từng này khoai thôi. Liều lượng là phải quan trọng, vì chúng ta lúc trước rồi là chúng ta phải ổn định cái đường huyết trong ngày, chứ không phải chúng ta lại ăn thăng giáng thì cái câu chuyện đấy không hợp lý, đúng không? Nên là câu chuyện đấy là chúng ta mong muốn là để không bị tăng đường huyết sau bữa ăn, tăng cao đường huyết sau bữa ăn và không bị hạ đường huyết khi sau bữa ăn, nên là mình phải ổn định. Chứ chúng ta nhắc lại là chúng ta đừng đổ tội là cơm làm gây đái tháo đường, mà chúng ta quan trọng là số lượng ăn bao nhiêu, đúng không? Và chúng ta phải biết được cái nguồn các cái chất bột đường ấy nó đến từ những đâu, chứ không phải chỉ có mỗi đến từ cơm. Hạ đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường hay xảy ra do bệnh nhân luôn nghĩ đến tình trạng đường huyết tăng cao và tìm mọi biện pháp để hạ chỉ số đường máu xuống. Người bệnh thường quên rằng việc hạ đường máu xuống thấp quá mức bình thường cũng mang nhiều mối nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn tăng đường huyết rất nhiều, có thể gây tử vong nhanh nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời. Vì thế, người bệnh nên biết cách phòng tránh việc hạ đường huyết bằng việc tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ về chế độ ăn uống, dùng thuốc và luyện tập thường xuyên. Quý vị thân mến, là một bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, glaucoma có thể được kiểm soát thành công nếu được phát hiện điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tuân thủ điều trị và tầm soát bệnh là hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả điều trị căn bệnh này. Mới 25 tuổi, nhưng bệnh nhân này đã được phát hiện mắc bệnh glaucoma ở thể rất nặng với các triệu chứng nhìn ánh đèn bảy sắc cầu vồng, chóng mặt khi đi ngoài nắng, nhức cả hai mắt. Tuy nhiên, khi được khám và tư vấn, bệnh nhân lại chưa tuân thủ phác đồ điều trị, khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Gần đây thì em thấy nó cái biểu hiện nó càng ngày càng một lúc nhiều. Em nhìn em hơi nhiều. Không, nhìn nó lóa mắt mỏi lắm. Em toàn phải nhìn vào cái, ví dụ nhìn vào tờ văn bản toàn phải lấy cái điện thoại mà mình chụp lại cái văn bản đấy cho mình view to. Cả hai mắt ấy, kể từ dây thần kinh của nó thì nói chung là tương đối cũng hỏng tương đối nhiều. Thế thì mắt trái thì đã được phẫu thuật rồi. Thế thì tuy nhiên là vì là em không điều trị thường xuyên, đấy cho nên là cái mắt phải hiện tại bây giờ nhãn áp là nó đang dạng bình thường. Thế nhưng mà em nhỏ thuốc thì bây giờ sẽ về mắt phải sẽ phải theo dõi. Mặc dù là một bệnh lý nguy hiểm, nhưng glaucoma lại thường diễn ra vô cùng âm thầm. Do đó, việc thăm khám định kỳ, tầm soát để phát hiện bệnh rất cần thiết với những người trong nhóm nguy cơ cao nhằm tránh bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Tổn thương glaucoma là những cái tổn thương mà không hồi phục. Khi đã bị tổn thương cái thì là một khi chúng ta điều trị là chúng ta chỉ giữ được cái mức độ thị lực như hiện tại và không bị xấu đi thôi. Chứ còn tổn thương như nào thì nó vẫn như thế, nó không hồi phục lại trở lại như ban đầu. Chương trình giáo dục bệnh glaucoma là chương trình đầu tiên được triển khai kết hợp trực tiếp với trực tuyến trong ngành nhãn khoa. Đây sẽ là mô hình giáo dục bệnh nhân mang lại hiệu quả.
giúp những bệnh nhân và người nhà không có điều kiện đến bệnh viện vẫn có thể tiếp cận được thông tin, được tư vấn và giải đáp những câu hỏi thường gặp của bệnh glaucom. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.